Số chương 2. Mời các em theo dõi. Nhất là thầy gửi đến các bạn tóm tắt kiến thức cần nhớ cho các em. Câu số 1. Nêu khái niệm của hàm số y bằng f. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x thay đổi giá trị của x, ta luôn xác định được một giá trị y tương ứng, thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. Đây là cái khái niệm chúng ta cần học thuộc lòng. Câu số 2. Hàm số fx có thể biểu hiện dưới dạng nào? Thì nó có thể biểu hiện dưới dạng bảng giá trị hay công thức. Câu số 3. Thế nào là đồ thị của hàm số? Đồ thị của hàm số là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ x, fx hay là x, y tương ứng trên mặt phẳng tọa độ thì được gọi là đồ thị của hàm số y bằng fx. Câu số 4. Khi nào hàm số y bằng fx đồng biến, nghịch biến? Thì với bất kỳ giá trị x1, x2, nếu x1 nhỏ x2, fx1 nhỏ fx2 thì hàm số này đồng biến với R. Ta có thể nói vắn tắt, khi x tăng mà y cũng tăng theo, hoặc x giảm, y giảm theo thì hàm số này đồng biến với R. Nếu x1 nhỏ x2 mà fx1 lớn fx2 thì hàm số này nghịch biến. Ta có thể nói vắn tắt, khi x tăng mà y giảm, hoặc x giảm và y tăng thì hàm số này nghịch biến. Câu số 5. Định nghĩa hàm số bậc nhất. Thì hàm số bậc nhất luôn trao bởi công thức y bằng s cộng b, trong đó ab là các số đã biết và a khác không. Câu số 6. Nêu tính chất của hàm số bậc nhất. Thì tính chất này cũng rất dễ, đó là hàm số bậc nhất luôn có tập xác định x thuộc r. Hàm số đồng biến trên r khi hệ số a dương và hàm số nghịch biến trên r. Như cách vẽ đồ thị của hàm số. Thì để vẽ một cái đồ thị hàm số thì đương nhiên là chúng ta phải ghi lại cái công thức và kế đó ta ghi tập xác định của nó là R. Sau đó ta lập bảng giá trị hai giá trị hai tọa độ điểm dễ tính. Thì thường người ta chọn là x bằng 0, thế vào đây ta tính được y tương ứng là b. Và x bằng trừ b phần a, thế vào đây ta tính được tương ứng là. Thì hai tọa độ điểm đó là 0b và tọa độ điểm thứ hai là trừ b phần a 0. Biểu diễn hai tọa độ điểm này lên mặt phẳng. Rồi sau đó ta vẽ cái đường thẳng đi qua hai điểm này. Thì đây chính là đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b. Khi nào thì góc alpha được gọi là góc nhỏ, góc tù? Thì để biết được câu hỏi này rõ ràng thì chúng ta trở về tí xíu, ta hiểu cái góc alpha được tạo bởi đường thẳng y bằng ax cộng b với trục hoành OX. Thì trong trường hợp này, đang trường hợp thứ nhất, cái đường thẳng này có hình dạng dấu sắc. Thì nó sẽ cắt trục hoành OX tại điểm A, trên đó ta lấy một điểm T bất kỳ. Rồi, thì cái góc TAX này đây là góc tạo bởi chữ AT và AX, chính là cái góc được tạo bởi đường thẳng y bằng ax cộng b với trục hoành OX và độ lớn của nó đặt là alpha. Nếu b bằng 0 thì đường thẳng này sẽ trở về dạng này, đi qua góc tọa độ và cái góc này cũng bằng alpha. À thật vậy, nhìn đây, hai đường thẳng này song song bởi vì chúng ta theo lý thuyết mà đã học rồi. Cho nên hai góc này bằng nhau vì tương tự như vậy. Ở hình dạng thứ hai, hai đường thẳng này có hình dạng dấu huyền. Và cái đường thẳng y bằng ax b này đây cắt trục hoành OX tại điểm A, trên đây ta lấy điểm T thì góc TAX chính là góc alpha. Trong trường hợp b bằng 0 thì nó sẽ trở về là góc như thế này. Thì khi nào thì góc alpha là góc nhọn, khi nào là góc alpha là góc tù? Thì chúng ta có khi a dương thì góc alpha là góc nhọn. Còn khi
A tù thì alpha là một số âm. Như vậy khi A dương, đồ thị có hình dạng dấu sắc và góc alpha được tạo bởi đường thẳng y bằng a cộng b với trục hoành của x là 1. Còn khi A là hệ số âm thì cái góc được tạo bởi đường thẳng y bằng a x cộng b với trục hoành ở x góc alpha này là góc tù và nó có hình dạng giống huyền. Và chúng ta thấy rằng khi mà cái alpha này nó từ dương nó đổi qua âm thì cái số đo của góc alpha này từ góc nhỏ đổi qua góc tù thì ta thấy hệ số a này nó ảnh hưởng đến độ lớn của alpha được tạo bởi đường thẳng y bằng a x cộng b với trục hoành ở x, cho nên người ta gọi hệ số a này là hệ số góc hệ số ảnh hưởng đến độ lớn góc được tạo bởi đường thẳng y bằng a x cộng b với trục hoành, người ta gọi tắt là hệ số góc. Kèm đi nhớ giùm. Câu số 10, bây giờ chúng ta nêu điều kiện để hai đường thẳng D có công thức như trên bảng và D phải cắt nhau tại điểm trục trung song song với nhau và trùng nhau. Đầu tiên, hai đường thẳng này cắt nhau. Thì hai đường thẳng này cắt nhau khi hai hệ số góc này khác nhau. Còn cắt nhau tại một điểm trục trung thì hai hệ số góc đương nhiên phải khác nhau và tung độ góc phải bằng nhau. Vì chúng ta biết đường thẳng y bằng a x cộng b cắt trục trung tại điểm có tung độ bằng b. Tương tự như vậy cho đây phải cắt trục trung tại điểm có tung độ bằng b phải. Để hai điểm này giống nhau, trùng nhau thì bắt buộc b phải bằng b phải. Vậy hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm nằm trên trục trung thì hai hệ số a khác nhau và hai hệ số b phải bằng nhau. Hai đường thẳng này song song khi nào? Khi hai hệ số a này bằng nhau và hai hệ số b này khác nhau. Người ta còn nói là hai hệ số góc bằng nhau và hai tung độ góc khác nhau. Còn trùng nhau thì nó bằng nhau hết. Hai hệ số góc bằng nhau và hai tung độ góc này cũng phải bằng nhau luôn. Ta bước qua bài tập 32, trang 61 sách giáo khoa. Có hàm số y bằng m trừ 1 x cộng 3 đồng biến a. Thì như vậy đây là cái hàm số bậc nhất. Muốn nó là hàm số bậc nhất và muốn nó đồng biến thì hệ số a này phải lớn hơn không? Giải ra ta ra được m lớn hơn 1, xin lỗi ngay chỗ này là m phải khác trừ 1. Xin lỗi chỗ này khác 1. Thì tổng hợp hai chỗ này thì chúng ta ra được là m lớn hơn 1. Nhớ giùm ha, m này khác 1, m lớn 1 tổng hợp m lớn hơn 1. Vậy hàm số với m lớn 1 thì câu B, hàm số bậc nhất y bằng mẫu đơn 5 trừ k nhân x cộng 1 nghịch biến khi nào? Đây là hàm số bậc nhất thì tương tự như trên, hệ số a phải khác không và hệ số a này để nghịch biến thì phải nhỏ hơn không? Giải ra thì chúng ta tổng hợp hai này lại thì ta thấy rằng nó nhỏ không, vậy đương nhiên nó khác không mà, ta loại bỏ cái điều kiện khác không. Kết luận phải k lớn 5 thì hàm số này nghịch biến. Bài tập 34 sách giáo khoa. Cho hai đường thẳng y bằng a trừ 1 đóng mẫu đơn nhân x cộng 2 với a khác 1 và đường thẳng y bằng 3 trừ a đóng mẫu đơn nhân x cộng 1 với a khác 3 song song với nhau. Người ta cho điều kiện như thế này có nghĩa là người ta muốn nói đây là hai hàm số bậc nhất. Muốn song song với nhau thì chúng ta chỉ cần là hai hệ số này khác nhau, xin lỗi, hai hệ số a này bằng nhau, hai hệ số góc của hai đường thẳng này bằng nhau, bởi vì khi ta nói hệ số a nó dễ nhầm lẫn như đây, ta chuyển qua là hai hệ số góc của đường thẳng thứ nhất và đường thẳng thứ hai phải bằng nhau, hai tung độ góc phải khác nhau, có nghĩa là hai phải khác một, thì hai khác một luôn đúng rồi, chúng ta bỏ qua, chúng ta còn giải cái yếu tố a trừ một bằng ba trừ a mà thôi, thì chúng ta giải nó ra, chuyển vế qua ta ra được 2a bằng 4, có nghĩa a bằng 2. A bằng 2 phải thỏa điều kiện là hàm số bậc nhất khác 3 và khác 1. Vậy ta kết luận. Ta bước qua bài 36. Thì cho hai hàm số bậc nhất y bằng k cộng 1x cộng 3 và y bằng 3 trừ 2k
nhân cho x cộng 1. Thì người ta hỏi câu A với giá trị nào của k thì hai hàm số này là hai song song với nhau. Thì đầu tiên để mà giải quyết những cái điều kiện song song khác nhau gì đó thì đây là hàm số bậc nhất, thì hai hệ số A này phải khác không. Thì như vậy A của đường thẳng thứ nhất là k cộng 1, hệ số gốc của đường thẳng thứ hai là 3 trừ 2k, ta cho nó khác không, giải ra là k khác trừ 1 và k khác 3 phần 2. Bước vào câu A, để hai đường thẳng này song song thì hai hệ số gốc này phải bằng nhau và hai tung độ gốc phải khác nhau. Tung độ gốc tương ứng của hai đường thẳng này là 3 khác 1, thì điều này dĩ nhiên đúng, ta bỏ nó đi, ta chỉ tập trung vào cái k. Thì giải ra đây chuyển qua 3k phải khác phải bằng 2, vậy k bằng 2/3. Thỏa điều kiện ở bên sau bên trên để ta kết luận. Với k bằng 2/3 thì hai đường thẳng này song song. Bây giờ D. Với giá trị nào của k thì hai đường thẳng này cắt nhau, thì D cắt D phải khi hai hệ số gốc này khác nhau. Rồi, thì ở đây ta có k cộng 1 khác 3 trừ 2k, ta giải ra ta được k khác 2/3. Rồi, thì tổng hợp điều kiện k khác 2/3 thì hai đường thẳng này cắt nhau và kết hợp với điều kiện hàm số bậc nhất thì chúng ta phải có k khác 1, k khác 3/2 và k khác 2/3 thì hai đường thẳng này cắt nhau. Bây giờ người ta hỏi hai đường thẳng này trùng nhau được hay không? Muốn trùng nhau thì hai hệ số gốc của nó phải bằng nhau. Mà chúng ta biết rằng là tung độ gốc của hai đường thẳng này lần lượt là 3 và 1, thì 3 không thể nào bằng 1 và 3 khác 1, cho nên là B khác B phải, hai đường thẳng này không thể nào trùng nhau. Ta bước qua bài 37. Vẽ đồ thị của hai hàm số này thì đầu tiên là chúng ta phải lập tập xác định chung R. Sau đó lập bảng giá trị và mặt phẳng tọa độ của nó. Sau đó chúng ta biểu diễn các điểm lên mặt phẳng tọa độ. Vẽ hai đường thẳng này ra thì chúng ta thấy hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm C. Xác định tọa độ do điểm C. Một tí nữa chúng ta sẽ thực hiện bằng phép toán ha. Còn tọa độ do điểm A là -4, 0. Rồi tọa độ do điểm B sẽ là 2. Bây giờ muốn tìm tọa độ giao điểm C thì ta thiết lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng này. Sau đó ta giải ra x bằng 1/2. Thế vào một trong hai đường thẳng này ta tính được tọa độ giao điểm C. Đó là xong câu A và câu B của bài 37. Rồi còn câu C và câu D thì các em về nhà làm giúp thầy. Làm vậy. Và thầy có gửi cho các em một số bài tập thêm để các em xem và làm thêm. Thì tiết học ngày hôm nay là hết. Ngoài những cái bài tập mà thầy gửi ra thì chúng ta còn có những bài tập mà chúng ta chưa làm trong sách giáo khoa, các em có thể nghiên cứu tìm thêm làm thêm trong đó. Rồi. Tiết học đã hết. Chúc các em một buổi học và một cái sự chuẩn bị vui vẻ tại nhà. Chào các em. Chuẩn bị bài vở tại nhà.